Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa số điện thoại trong danh bạ trên điện thoại iPhone. Để xóa được số điện thoại mà các bạn đã lưu trên danh bạ trên điện thoại iPhone thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào phần cuộc gọi trên điện thoại iPhone và chọn mục là danh bạ. Ở đây thì các bạn có thể là vuốt lên để tìm kiếm cái số điện thoại mà các bạn muốn xóa, hoặc là các bạn bấm ở đây để tìm kiếm. Ví dụ như là mình muốn xóa số điện thoại này thì mình sẽ bấm vào. Mình muốn xóa cái số điện thoại này thì mình sẽ làm như sau. Mình sẽ bấm vào phần sửa ở đây và mình kéo lên. Ở dưới cùng này nó sẽ có cái mục là xóa liên hệ. Các bạn bấm vào phần là xóa liên hệ và các bạn chọn vào phần là xóa liên hệ một lần nữa. Như vậy là các bạn đã xóa được số điện thoại thành công ở trên danh bạ điện thoại iPhone. Và tương tự như thế thì các bạn có thể là làm với những cái số điện thoại khác. Đó, các bạn có thể chọn vào số điện thoại mà các bạn đã lưu, sau đó các bạn chọn vào phần sửa. Ở đây các bạn kéo lên, các bạn tìm đến cái mục dưới cùng cho mình, các bạn chọn vào phần xóa liên hệ và chọn vào phần xóa. Thì như vậy trên đây chính là cái cách để các bạn có thể là xóa được những cái số điện thoại mà các bạn đã lưu ở trên danh bạ điện thoại iPhone.